Skincare để chuẩn bị đi ra ngoài nhá, cùng với nhà mốt này. Đây là dòng kem dưỡng da Kinetin của Obagi, một trong những cái sản phẩm kem dưỡng da mà Huyền đã sử dụng trong vòng gần nửa năm đổ lại đây. Huyền đã có review về sản phẩm này rồi. Tuy nhiên ấy thì hôm nay xong thời gian dùng, mình sẽ lại dùng tiếp lại nó và lên một video để cả nhà có thể thấy trực diện dòng kem dưỡng da này như thế nào nhá. Đây, cái chất kem của nó cực kỳ là tơi mịn, bông xốp và lên mặt thì thẩm thấu cực kỳ nhanh, cảm giác như chưa hề dùng một loại kem dưỡng nào lên mặt vậy. Nó cực kỳ là phù hợp cho những làn da dầu mụn, làn da treatment nặng đô. Nếu mà da khô quá và lão hóa quá thì nó sẽ khó, không có tác dụng mấy đâu cả nhà. Anh em cân nhắc sử dụng nhá. Và mức giá của nó không hề rẻ, gần 1 triệu cho một cái lọ như thế này. Mua mua công ty còn hơn 1 triệu cơ. Có những cái nhà bán họ bán rẻ hơn một chút ấy thì mọi người có thể săn sale vào những cái dịp mùng 10 tháng 9 này nhá. Và đương nhiên là nhà mút cũng có nha, nhưng chưa có lên TikTok nên mọi người có thể inbox cho nhà mút để dinh em này về giá rất là hời. À quên, của nhà mút cũng là hàng công ty nhá. Bước tiếp theo sẽ là kem chống nắng nhé. Và hôm nay Huyền sẽ sử dụng kem chống nắng dạng sample của nhà WHO, cụ thể là Radiant White Tone Up Sunscreen SPF 50 và PA 4+. Con này là có chất kem, em cũng đã có test rồi. Đây, chất kem của nó sẽ hồng nút như thế này. Mùi cực kỳ là thơm luôn, thơm sang tinh tế chứ không phải cái mùi thơm của hóa chất đâu. Nó nâng tông nhá. Này, nâng tông đẹp, rất phù hợp với da thường, da hỗn hợp. Nếu da mà có dầu ấy thì cả nhà sẽ sử dụng sau bước kem chống nắng này là một lớp kem lót, và dầu quá mức như một cái chảo thì cả nhà sẽ sử dụng một lớp phấn phủ hoặc lớp phấn nén. Phấn phủ dạng bột thì nó sẽ hút dầu nhiều hơn, nó không thì dùng lớp phấn nén, thấy không, nó có cái độ sáng hơn so với mặt bên má trái của Huyền. Nó nâng tông á, không nâng nâng tông nó sẽ không nâng tông quá lố mà nâng tông đẹp, và nó vẫn dưỡng cho làn da của chúng ta có ngồi điều hòa hay là đi ra ngoài trời nó cũng không bị mốc ấy. Nhất những cái chị em mà da hỗn hợp thiên khô như Huyền thì cả nhà thấy con này nó sẽ là một cái chân ái. Còn nếu mà khô hơn Huyền mà nó hơi kích ứng một chút và không có nhu cầu nâng tông lắm thì cả nhà có thể chuyển sang kem chống nắng mọ dòng màu vàng ấy, nó còn gọi là hu nhăn đấy, thì con này nó sẽ chống lão hóa tốt hơn và dùng vào mùa đông thì và cháy bọ trơn hết nước chấm. Mình có thể điều chỉnh cái lớp finish của kem chống nắng bằng cách chúng ta sử dụng những cái serum trước đó và những cái kem trước đó cả nhà. Rất là thật mặt, và Huyền đang ngồi trước cửa sổ ánh sáng tự nhiên nhá. Đây này, vẫn nhìn còn thấy con, có thấy có một con mụn ở trên trán này của tôi không, và còn cả thấy cái nốt này là nốt gọi là nám nhẹ, hai nốt này ở đây do là một cái thời tuổi trẻ đi phượt và dùng retinol của ZO thì cũng tóc cụp bữa được bữa cái. Nó khá là nặng mạnh đôi, mình không ham quá và mình thấy rằng nhiều khi trên mặt mình có những cái khuyết điểm là những cái nốt thì nó cũng kiểu dạng là một cái điểm unique của mình á. Có nốt nhẹ ở đây đấy. Mình có thể sử dụng thêm một lớp nữa, sau đấy thì mình sẽ sử dụng cushion hoặc là BB cream. Hoặc là như Huyền thì thường là rất là ít khi make up nên là mình sẽ hay sử dụng một lớp bột dưỡng da hoặc là một lớp chống nắng dạng bột. Mình có thể mang đi ở trong giỏ sách, cái túi sách của mình rất là dễ để có thể dặm lại vào giữa buổi hoặc sau mỗi 2 tiếng. Những cái làn da dầu và mụn ấy thì dùng con phấn chống nắng dạng bột của Uhui này rất là gọi là perfect luôn ấy, vì đây nó sẽ có một cái khay như này để nó che chắn không bị bẩn, và chúng ta sẽ có luôn luôn có hai bông mút để chúng ta có thể giặt sạch bông sơ cua, và ở đáy của nó thì còn có cả gương để anh chị em mình có thể nhìn ngắm mình rất là dễ dàng khi mình
chỉnh trang lại cái khuôn mặt của mình nhá. Nếu mọi người ít trang điểm như Huyền thì có thể mua một dạng sample BB cream để thỉnh thoảng dùng, là dùng một lớp nhẹ trên mặt nhá. Con BB cream này là dòng luxury SPF 20 PA 2 cộng, rất là ok la nhá, và nó có nhũ bắt sáng cho cả nhà luôn. Mình chỉ cần chút xíu xíu như này thôi. Đó. Huyền rất là sợ trang điểm vì nó sẽ làm hỏng da và nhiều chì, và BB cream thì nó là dạng dưỡng rồi, blemish balm ấy. Đấy, mình dùng tay thôi. Mình có thể dùng dùng bông cọ cũng là một phương án, thì tùy anh em có thể cân nhắc. Đấy. Chút xíu 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 thôi. Không nhiều, một chút xíu 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 xíu. Là cảm giác để nó cái lớp mặt của mình nó sẽ được set lại hơn. Chúng em nào nhiều dầu ấy thì trước BB này cả nhà có thể sử dụng một lớp kem lót nhá. Và lớp kem lót đấy cũng có sample đấy, dòng Velvet Base của nhà Hu, dùng rất là sướng luôn. Là không có cảm giác kiểu bị che mà bị khô quá cái lỗ chân lông như kiểu những cái con kem lót của như kiểu con kem của nhà Benefit ấy, thì cực kỳ da nhiều dầu thì mình cảm thấy là nó da nó láng, nó trơn, nhưng mà nó là cái cảm giác giả, nó không phải cái làn da thật của mình, nó đẹp, nên là cân nhắc nhá. Mà không lạm dụng những sản phẩm trang điểm, hoặc là những cái sản phẩm trang điểm mà nó có cái độ dưỡng cao ấy thì nó sẽ là ổn hơn, cảm giác nó thật mặt hơn ấy. Đấy, mình chỉ dùng một xíu xíu thôi, thế này thôi. Đấy, mắt của mình, mắt của Viền là cũng có thâm, mình ra ngủ rất là muộn, còn mấy giờ sáng mới ngủ, hay là mình chỉ một chút 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 thôi, chứ mình không thích làm lố, và mình thích là nó phải tệp vào da một chút. Đây này, vết mụn còn để nguyên, không che trước gì hết, muốn để cho thoáng và nó sẽ nhanh bay con mụn đó. Mặt chúng ta có một hay có hai con mụn nó cũng chả phải là vấn đề gì to tát cả, và ai thì cũng sẽ mọc mụn, ai thì cũng sẽ có cái điểm không hoàn hảo trên gương mặt, nên là mình thấy hết sức bình thường. Xong như này. Và bước cuối cùng sẽ là một lớp phấn phủ nhá. Những chị em nào có da khuyết điểm thì mình sẽ sử dụng những phấn nén là nó sẽ che khuyết điểm được tốt hơn. Hoặc là những làn da mà bị không đều màu thì mình dùng dưới dạng phấn nén, nó có màu sắc, nhiều màu sắc giống như con hu ấy. Còn những cái làn da có nhiều dầu quá thì cả nhà sẽ dùng phấn phủ dạng bột, nó sẽ thấm hút dầu tốt hơn. Còn da Huyền là hỗn hợp thiên khô, và thực ra Huyền chỉ có thể để thế này cũng ok, nhưng mà mình sợ là nó chưa thực sự là ráo hẳn nên mình touch nhẹ lên da như này thì nó chưa ráo hẳn, thì Huyền sẽ thường là sẽ sử dụng thêm một lớp phấn chống nắng nhá, tức là chống nắng dạng bột như này của Uhui, dạng này cũng rất là thích luôn. Và em cũng hay mang đi theo trong túi sách của mình đóng vào, mình lắp lại như này là nó sẽ lấy một cái lượng vừa đủ đấy, cả nhà thấy không đó. Và mình sẽ chậm nhẹ lên mặt, cả nhà thấy không, một chút 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 vậy thôi, để mình sẽ làm cho cái lớp mặt của mình nó được ráo, vì nếu mà mặt của mình dính nhá thì nó không khác gì một cái máy hút bụi, cả nhà sẽ hút tất cả những cái chất bẩn và những cái bụi ở ngoài đường lên mặt của mình, và từ đó nó xây gây mụn đấy. Thế nên là mình ra đường á, mình chỉ chút chút thế này thôi thì nó cũng không tính là điệu đâu, mà mình đang bảo vệ làn da của mình. Và bảo vệ làn da của mình thì có nghĩa là chúng ta đang tiết kiệm rất nhiều cho tương lai, không phải đi điều trị da nhá. Đấy, và cái này là màu của nó là màu pink, có hai màu, màu pink là màu số 01 và màu base là màu 02, thì như em là em đang dùng màu pink, có sáng nhẹ, gọi là sáng nhẹ thôi nhưng mà nó không lố như các loại phấn trang điểm đâu. Nó là cái này là dạng chống nắng dạng bột mà, nên là mình đừng ngại, ngày xưa em rất là ngại vì mang ra ngoài mình phải dặm dặm lên mặt đấy, người ta nghĩ là kiểu mình trang điểm nó kia, nhưng mà thôi không, không có ai hiểu về bản thân mình hơn là mình hết, nên là mọi người đừng có ngại nha. Vậy nha, bye bye cả nhà. Mình sẽ đi ra ngoài để gặp một người em mà người em rất là ưu ý ngày hôm nay. Bye bye cả nhà.